Rồi chào anh em nha, hôm nay số tùng xe máy của Thắng mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm về một cái sản phẩm mới của dung dịch tẩy rửa đa năng Motobike Lina. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm cái dòng sản phẩm đó là dung dịch tẩy rửa xe Motobike Lina màu cam. Thì cái màu hồng này thì mình cũng đã làm nhiều clip test rồi, cũng như là những cái clip về cái sản phẩm này rồi. Thì hôm nay mình sẽ bên công ty nó ra thêm một cái mẫu sản phẩm mới, đó là cái dung dịch tẩy rửa Motobike Lina màu cam. Thì cái dòng này thì nó có gọi là cái sức mạnh tẩy rửa mạnh hơn cái da màu xanh, để phù hợp cho những cái máy mà gọi là bị bám bẩn dầu nhớt và sử dụng lâu ngày rồi này kia. Là mà cái chai màu xanh này thì yếu hơn, thì anh em là muốn cái gọi là chất tẩy rửa nó mạnh hơn. Thì cái dòng sản phẩm Motobike Lina này nó ra thêm cái sản phẩm đó là màu cam nha anh em. Thì giá cho một chai này thì mình bán có giá chai màu cam là 155.000 một chai, giá bán tại tiệm, phí ship hàng toàn quốc thì cứ 30.000 một đơn, phí vận chuyển nha anh em. Một chai nó sẽ bao gồm một chai 1 lít và kèm vòi sình. Cái chai màu xanh thì có giá là 145.000 và ship hàng toàn quốc thì phí 30.000 một chai ha anh em. Đó. Cái này là những cái sản phẩm này là khi anh em nói chung là chai màu cam này là đặc trị tẩy rửa trên chất liệu là nhôm sắt nha anh em, nhôm sắt. Đó, nhôm sắt thì anh em mà sử dụng lâu ngày mà ố bẩn quá rửa không ra thì đưa cái này vô. Thì công dụng tẩy rửa nó là làm sạch bề mặt nhôm, trở lại màu sắc ban đầu, không ố và không đen. Là nếu mà anh em mà cái này á, anh em xịt lên trực tiếp lên, chỉ rửa khi là máy nguội nha anh em, là khi những cái vật liệu nhôm sắt nguội nha, đừng rửa nóng là nó không được. Phải để thiệt nguội, rửa xịt lên rồi để khoảng từ 30 phút đến từ 30 giây đến 2 phút, sau đó mình rửa lại bằng nước rửa thông thường hoặc là giờ xịt cao áp rửa xe. Cái này là thích hợp để rửa máy à. Còn này là rửa chi tiết máy, dàn áo này kia luôn. Cái chai màu xanh này nếu anh em rửa chi tiết máy thì xịt trực tiếp, còn nếu mà rửa dàn áo thì có thể pha loãng ra tỷ lệ. Trong đây nó có cái hướng dẫn này nè, đó, pha tỷ lệ 1:8, rửa bên bề mặt sơn pha tỷ lệ 1:8 nha. Còn cái này là mình đặc biệt là chai màu cam là sẽ rửa trên cái bề mặt nhôm kim loại bị ố lâu năm ha. Chai xanh 145.000, chai cam là 155.000, ship hàng toàn quốc là phí là mỗi một chai là 30.000 tiền phí nha anh em. Đó, có nghĩa là cái này là 175.000 là miễn phí ship hàng toàn quốc, cái này là 185.000 miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Hàng chính hãng của Motobike Lina nha anh em, ba anh em sử dụng